Tốt hơn hết, em nói thật đi, em bán chiếc nhẫn hột sò ra để làm gì? Hay là em đã mang nó đi cho ai? Em biết nói sao bây giờ? Em biết giá trị của chiếc nhẫn đó không? Đó là cả tài sản của riêng anh gom góp lại. Vì yêu em, yêu em nên anh mới đem làm kỹ vật đến luôn. Tại sao em có thể làm mất? Tại sao? Tại sao vậy chú? Em hiểu giá trị tình anh dành cho em nữa kìa. Nhưng anh ơi, em khổ quá. Nếu em bán chiếc nhẫn để lo cho ba trong lúc gặp tai nạn, hoặc là em cao thượng đưa cho một người bạn nào khác, thì nói thật đi, anh sẽ bỏ qua cho. Anh nói vậy có nghĩa gì chứ? Anh nói thế tất nhiên là không phải không có nguyên do. Em hãy nhìn kỹ xem thư của ai đây, em mau trả lời đừng giấu giếm anh, sẵn sàng nghe dù sự thật có đắng cay. Lá thư này làm sao có được, tính anh em biết rất rành. Giờ cũng vì sở hữu của riêng em có bao giờ anh tìm kiếm đâu. Nhưng hôm nay em lấy làm lạ, tại sao lá thư kia lại nằm trong tay anh? Chính anh cũng không hiểu do đâu thư này nằm trong túi áo của anh. Nhưng điều quan trọng anh cần tường tận, ai là tác giả của bức thư? Đó là người bạn thuở cùng chung học. Tình cũ không rủ mà đến chứ gì. Nếu em có gì mờ ám, tại sao em nhét thư vào túi áo của anh? Anh không biết điều đó. Anh có biết Nhật Quang không? Cái anh chàng đã theo đuổi em trong những ngày còn cấp sách đến trường chứ gì. Như anh đã biết, em chỉ yêu có mình anh thôi. Nghe tin em lấy chồng, anh ấy viết thư chúc mừng hạnh phúc của chúng ta. Anh đã đọc kỹ nội dung trong bức thư đó chưa? Đọc rồi anh, đọc rồi. Nhưng anh không muốn em giữ nó khư khư bên mình như là một báu vật như vậy. Anh ghen với dị dạng của em sao? Không hẳn là như vậy. Nhưng Thu Dung ơi, trong tận cùng sâu thẳm của tình yêu, nó có những lý lẽ riêng mà chính anh đã bao đêm suy tư khắc khoải. Tin em thì anh tin nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao lòng cứ vẫn giờ lo sợ với anh em đã phải nhà tăng. Đọc hết lá thư anh thầm hỏi lòng mình, đây có phải là cái thứ tình dũng trộm mà người ta đã trao gửi cho em? Dung ơi, giờ phút đó anh thấy đau nhói con tim, lòng dạ không yên, tâm hồn sao đồng. Nhưng kẹp hiểu ra giờ anh toàn vẹn, phải vậy không em? Anh thấp thỏm đợi chờ. Đợi chờ không trả lời của em phải không anh? Em chấp nhận nên sẽ qua về làm vợ anh. Không đủ anh tin em sao mà còn đợi chờ không trả lời gì nữa? Dung, Dung ơi, làm sao anh không hiểu? Em rất yêu anh trong tình nghĩa vợ chồng,
gần đây chắc không được im ăn nồng. Vì phải làm dâu trong khó khăn cực khổ, anh đã tận tường những chuyện đã qua. Càng thương em, anh càng lo lắng xót xa, sợ em không chịu nổi với mẹ chồng khắc nghiệt. Từ đó tình yêu thương chồng em càng phai nhạt, có thấy em đành lòng mà cất bước sang.